Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới 24 giờ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày hôm nay với nội dung sau. Trung Quốc giật mình 5 nước có lực lượng tàu ngầm khủng nhất Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ mấy? Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Trung Quốc hôm nay. Các bạn thân mến, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong khu vực đang hết sức phức tạp, việc cải thiện năng lực quốc phòng là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng đang nhắm tới. Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng không ngoại lệ. Ngoài việc tăng cường xây dựng lực lượng cũng như trang thiết bị vũ khí cho không quân và lục quân, họ còn có những bước tiến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực hải quân nhằm đối phó với những biến động lớn trong khu vực. Nếu như trước đây các nước này chỉ quan tâm tới việc xây dựng các hạm đội tàu, thì giờ đây họ còn chú trọng thêm đầu tư mạnh vào lực lượng tàu ngầm, thứ vũ khí mà trước đây chỉ dành cho các siêu cường quốc. Vậy hiện nay, trong các quốc gia Đông Nam Á này, 5 nước được đánh giá là có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất, và Việt Nam của chúng ta liệu có trong danh sách này hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video này nhé! Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách các quốc gia có lực lượng tàu ngầm hiện đại là Myanmar. Vài năm trở lại đây, Hải quân Myanmar được đánh giá là hiện tượng lạ của khu vực Đông Nam Á. Chỉ trong vòng 10 năm, Hải quân của quân đội Myanmar từ một lực lượng vô danh tại Đông Nam Á đã khiến cho cả khu vực thực sự ngỡ ngàng vì tốc độ phát triển của mình, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm thay máu lực lượng hải quân của NAVITO đó là việc quốc gia này đã mua tàu ngầm INS Shinhuvi lớp Kilo S-55 từ Hải quân Ấn Độ, và cũng chính là chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên mà quân Myanmar sở hữu được. Tàu ngầm này có độ choán nước là 3.000 tấn, cùng khả năng mang theo tên lửa hành trình cực kỳ nguy hiểm, đó là tên lửa Kalis. Loại tên lửa cho phép khai hỏa nhằm tấn công các mục tiêu trên biển ở khoảng cách lên tới 220 km. Tàu còn được trang bị động cơ diesel điện, có thể đạt tốc độ tối đa khi nổi là 10 hải lý trên giờ, còn khi lặn là 17 hải lý trên giờ. Bên cạnh đó thì khả năng dự trữ hành trình khoảng 9.000 km và độ lặn sâu tối đa là 300 m. Về mặt hỏa lực, tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng mang theo 18 ngư lôi loại TPN-53 và 56, hoặc là TES 71 hay là 76, hoặc ngư lôi DM-1. Sau khi hiện đại hóa thì INS Shinhuvi còn được tăng cường thêm về mặt sức mạnh với việc có thể phóng tên lửa hành trình 3M-54 Kalis qua ống phóng ngư lôi. Thời điểm trước đây, trong khu vực, Hải quân Myanmar thường không được đánh giá cao về vai trò trong cả hoạt động gìn giữ an ninh quốc gia lẫn số lượng tàu thuyền các loại. Bởi lẽ trong suốt một thời gian dài, khoảng 60 năm, lực lượng hải quân nước này không có sự thay đổi trang bị đáng kể. Họ phần lớn là mua lại những tàu tuần tra nhỏ từ Mỹ, Singapore, Australia hay là của Trung Quốc. Tuy nhiên mọi thứ đều có thể thay đổi. Từ năm 2010, Hải quân Myanmar đã cho ra mắt một loạt các tàu chiến thế hệ mới, hầu hết là do nước này tự đóng như khinh hạm Ung Jia và Kian Sitha. Bên cạnh đó thì đó là tàu hộ vệ tên lửa cùng với các loại tàu tấn công nhanh có mang theo tên lửa chống hạm. Tổng chung lại thì với những loại tàu vừa được nhắc ở phía bên trên, Myanmar rõ ràng là xứng đáng với vị trí top đầu, cụ thể là top 5 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng tàu ngầm, năng lực của lực lượng hải quân, đồng thời là cả về mặt công nghiệp quốc phòng phục vụ cho chế tạo các loại tàu chiến. Vị trí thứ tư mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là quốc gia Malaysia, giữ một vai trò vị trí quan trọng việc bảo vệ an ninh quốc gia. Hải quân Myanmar với quân số khoảng 16.000 người được chú trọng đầu tư và trang bị nhiều loại tàu chiến do châu Âu sản xuất. Một hạm đội gồm có 47 tàu chiến các loại. Về tàu ngầm, Hải quân Myanmar hiện sở hữu nhiều tàu chiến hiện đại. Trong số đó thì có thể kể đến hai tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Scarpen 1.700 tấn và đề án của Pháp, 6 khinh hạm lớp Gauguin và các tàu hộ tống hay còn gọi là hộ vệ tên lửa Kasturi của Đức, Lassa Mana của Ý và các tàu tuần tra xa bờ loại Kedas được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon. Hiện tại thì các tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Malaysia là hai tàu khinh hạm lớp Lee Kew Anh, và lớp tàu Lee Kew có chiều dài đến 106 m, chiều rộng là 12,75 m,
lượng choán nước là 2.270 tấn và tốc độ tối đa là 28 hải lý trên giờ. Trên tàu lớp Liquid này được trang bị nhiều vũ khí bao gồm một pháo hạng Bosphor 57 ly, hai pháo 30 ly, 2.4 tên lửa chống hạm Exoscape Block 2, 2 tên lửa phòng không Seaward, 2x3 ống phóng ngư lôi là B515. Ngoài ra thì tàu còn có sàn đáp và nhà chứa máy trực thăng. Hiện tại thì Malaysia đã và đang xây dựng chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân khi từng bước đổi mới toàn bộ các thành phần tàu, sẵn sàng thay thế tất cả tàu chiến và tàu ngầm đang có trong biên chế. Theo thông tin từ Hải quân nước này, hiện đã mua lô tàu tuần tra ven biển cỡ nhỏ. Dự kiến là sẽ tiếp tục mua thêm tàu ven biển, 3 tàu đổ bộ và bổ sung thêm 2 lớp tàu Scorpion. Vị trí thứ 3 thuộc về Hải quân Singapore. Với 38 tàu chiến các loại, trong đó có nhiều mẫu tàu chiến hiện đại, đây cũng là điều khá dễ hiểu khi mà Singapore đầu tư mạnh tay cho Hải quân trong 10 năm trở lại đây. Họ sở hữu hạm đội tàu chiến mặt nước lẫn tàu ngầm có thể nói là hiện đại nhất khu vực. Lực lượng tàu ngầm được đánh giá là có số má, và hiện nay thì Hải quân Singapore đang sở hữu là 6 chiếc tàu ngầm tấn công diesel điện, trong đó thì có 2 chiếc Archer và 4 lớp Challenger, cả loại 2 loại đều do Thụy Điển chế tạo. Bên cạnh đó thì Hải quân nước này cũng đang đặt mua thêm đến 4 chiếc tàu ngầm lớp Invinkiller Type 218SG của Đức. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022, và chỉ riêng việc Singapore sẵn sàng chi gần 900 triệu đô cho mỗi tàu Type 218SG từ Đức thì cũng đã thể hiện được quyết tâm tăng cường sức mạnh của Hải quân nước này, cũng như là việc phải đối phó với những thách thức an ninh có thể xảy ra trong tương lai. Mặt khác phải kể đến đó là Challenger và Archer cũng đều là đã hoạt động được trên 20 năm, giờ đã tới lúc mà chúng được nghỉ hưu. Ngoài ra thì không thể không nhắc đến khinh hạm Formidable, được đánh giá là một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Formidable được đánh giá là có khả năng tàng hình rất cao, thậm chí còn được đánh giá là cao nhất thế giới hiện nay. Đến thời điểm hiện tại thì Hải quân Singapore vẫn đang tiếp tục trang bị thêm một số tàu hộ tống, tàu tên lửa nhỏ như là 6 tàu hộ tống tên lửa lớp Victory do Đức sản xuất, 12 tàu tuần tra cao tốc lớp Felix do Singapore chế tạo. Vị trí thứ 2 thuộc về Indonesia, một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sau Thái Lan, xây dựng được cho lực lượng tàu ngầm một phần trong kế hoạch nhằm hiện đại hóa hải quân từ cuối những năm 1950 đến giữa những năm 1960. Thì Hải quân Indonesia đã cho mình một biên đội tàu ngầm tấn công diesel điện gồm có 12 chiếc, toàn bộ đều thuộc lớp Whiskey do Liên Xô cũ chế tạo. Những chiếc tàu ngầm này chỉ được hoạt động cho đến đầu những năm 1990 thì bị loạn biên. Khi đó thì Hải quân của Indonesia chỉ có đúng 2 tàu ngầm tấn công diesel điện là Type 209 mua từ Đức, được mệnh danh là đất nước vạn đảo, xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh, trong đó có cả lực lượng tàu ngầm là mục tiêu của Jakarta. Bên cạnh đó thì kế hoạch mua các loại tàu ngầm từ nước ngoài, hải quân nước này vẫn đang ấp ủ việc tự đóng mới các loại tàu ngầm diesel điện. Minh chứng rõ ràng nhất cho kế hoạch chính là mua mới 3 tàu ngầm tấn công lớp Changbogo từ Hàn Quốc có trị giá khoảng 1 tỷ đô la. Hai chiếc đầu tiên được bàn giao từ năm 2017-2018. Chiếc thứ 3 được đóng tại nước này theo một hợp đồng xác nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn DSME. Và tính đến thời điểm hiện tại thì Hải quân của Indonesia đang sở hữu 4 tàu ngầm tấn công, bao gồm có một tàu ngầm lớp Chaga, tàu ngầm Nanggala 402 bị rơi ra ngoài khơi Bali vào tháng 4 năm 2021, và 3 tàu ngầm lớp Changbogo. Jakarta có kế hoạch là đóng thêm 3 tàu ngầm khác dựa trên công nghệ của Hàn Quốc. Và cuối cùng, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng không ai khác chính là Hải quân Nhân dân Việt Nam. Quân chủng Hải quân nước ta có đầy đủ 5 ngôi sao biển, cụ thể là tàu ngầm, tên lửa chống hạm, tàu mặt nước, không quân hải quân và hải quân đánh bộ. Đặc biệt phải kể đến biên đội 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo. Đề án 636.1 vô cùng hiện đại do Nga chế tạo, đưa vào trang bị chiếc đầu tiên từ năm 2014. Những chiếc tàu ngầm này trang bị nhiều vũ khí được đánh giá là rất xuất sắc và lắp đặt những phiên bản sửa đổi mới thứ nhất của thế hệ tên lửa Class S, biến thể xuất khẩu của Clipper, với các phiên bản cải tiến hơn của trạm thủy lực vượt bậc hơn.
Những chiếc tàu ngầm này nằm ở vị trí thấp, tiếng máy chạy cực yên tĩnh, êm đến mức mà được nhận một biệt danh đó là hố đen. Thực tế thì các nước láng giềng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng có các loại tàu ngầm đầu diesel điện này, cụ thể như Indonesia. Thế nhưng đó là những chiếc tàu ngầm trong đề án 209 của Đức. Do Hàn Quốc hay do chính Indonesia tự đóng, không thể so sánh được với đề án 636.1 của Nga. Tàu nhỏ hơn từ 2 cho đến 3 lần, không có khả năng mang vũ khí, tên lửa và có vẻ như lạc hậu về thiết kế. Nói chung thì xét về tiềm lực, hạm đội tàu ngầm Việt Nam hoàn toàn vượt qua cả Indonesia, Malaysia và Singapore một cách đáng kể. So với nhiều quốc gia khác trong khu vực, lực lượng tàu ngầm Việt Nam được thành lập muộn hơn. Thế nhưng với việc thành lập lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên vào năm 2013, lữ đoàn 189 đã đưa vào biên chế các tàu ngầm Kilo và đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Đáng chú ý là các tàu ngầm Kilo của Việt Nam được đặt tên gắn với các thành phố lớn, cụ thể là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu, được đánh số hiệu từ 182 Hà Nội cho tới 187 Bà Rịa Vũng Tàu. Và cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng dù sinh sau đẻ muộn, nhưng Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á sở hữu các tàu ngầm có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu từ đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Caliber. Ví dụ rõ ràng nhất có thể nhắc đến biến thể chống hạm 3M14E Class S với tầm bắn hơn 200 km và biến thể tấn công mặt đất 3M54E với tầm bắn là 300 km. Để đạt được vị trí này thì chúng ta cần phải nhìn nhận được sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính phủ trong việc phân bổ đầu tư đúng đắn cho ngân sách quốc phòng. Chính phủ Việt Nam nhìn nhận rõ được rằng chỉ khi sở hữu cho mình một lực lượng hải quân mạnh thì mới có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo. Trước nhiều thách thức an ninh trong khu vực, đặc biệt là với những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Với việc sở hữu lực lượng tàu ngầm hiện đại như hiện nay, nước ta dù cho không có quy mô hải quân quá lớn, thế nhưng cũng đủ sức ép để gây áp lực lên những kẻ thù, đặc biệt là Trung Quốc, với âm mưu bành trướng độc chiếm địa phận lãnh hải Việt Nam. Vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé, dù cho có dã tâm như thế nào thì Bắc Kinh cũng sẽ phải dè chừng, nhượng bộ trước những gì mà hải quân chúng ta đang có. Bản tin ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp của kênh Tin Mới 24 giờ.